Rồi hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel Nguyên Nhân Vét 3 ha. Rồi, dạ. Hôm nay cái video này thì Nhân quay vào đầu tuần luôn. Và xin chúc tất cả các anh chị có một cái ngày đầu tuần cũng như là suốt tuần luôn, làm việc trong cái trạng thái công việc là lúc nào cũng hoàn thành tốt hết ha. Rồi và cũng ngoài lề một chút xíu thì Nhân vẫn đang là nhân viên kinh doanh của công ty Piezo Motor miền Nam. Hiện đang làm việc tại hai chi nhánh, đó chính là số 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Và một cái chi nhánh nữa Nhân đang đứng đây để mà review xe cho anh chị ha. Đó là số 369 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà anh chị mình đang thắc mắc và đang tham khảo những cái dòng xe nào về Vespa, Piezo hoặc là Medley thì cứ đến đây để Nhân được tư vấn một cách hết mình ha. Rồi và hôm nay thì video này ngày hôm nay thì Nhân đang đứng đây review cho hai anh chị một cái con siêu phẩm đang được trông chờ rất là nhiều từ ngày hôm nay. Dạ, phải nói là báo đài lên rất là nhiều. Bên đây là một chiếc xe Vespa Sprint màu đen. Và bên đây cũng là một cái chiếc Vespa Sprint màu đen. Thì nó có gì đặc biệt ạ? Dạ, và hôm nay thì Nhân sẽ giới thiệu cho anh chị. Đây là chiếc Vespa Sprint bản thể thao. Và bên cạnh đây là chiếc Vespa Sprint bản TFT, màn hình được nâng cấp. Rồi, let's go. Rồi, đi vào chút xíu về ngoại quan nha anh chị. Thì hai con này đang là màu đen hết, đang là màu đen nhám. Nhưng mà nó khác rất là nhiều và chênh lệch cái mức giá nó cũng chênh lệch khá là cao. Vâng, và bên đây thì con là Vespa Sprint, bản đây là bản đồng hồ kim. Thì hiện tại thì cái bản màu của con Vespa Sprint này á, thì nó là có 9 màu sắc. 9 màu sắc và giá dao động từ 79.800.000 cho đến 81.300.000, giá chưa bao gồm thuế và biển số. Rồi, và còn bên đây nhân vật mới ra luôn. Đứa con mới được đẻ còn rất là nóng luôn ha. Thì đây là bản Vespa Sprint TFT. Nghe là mình biết liền có gì khác biệt rồi đúng không ạ? Tại vì nó sẽ có một nâng cấp rất là cao cấp ở trên mặt đồng hồ. Nó sẽ được thay là bằng mặt đồng hồ TFT, được xem là cái đồng hồ hiện đại nhất bây giờ. Và riêng cái bản đồng hồ TFT này hiện tại thì nó sẽ có hai bản anh chị. Bản 125 phân khối duy nhất một màu, đó là màu đen nhám. Và bản 150 phân khối đó là màu nâu đồng. Và 125 phân khối thì đang niêm yết mức giá tại nhà máy, tại chi nhánh của Nhân là 98.400.000. Và 150 phân khối là 110.000.000, giá chưa cũng chưa bao gồm thuế và biển số anh chị nha. Rồi về ngoại quan thì anh chị thấy ha, hai cái màu này là hai màu đen nhám ha, rất là đẹp. Rồi bên đây thì nó được phủ một lớp viền chrome, một lớp viền chrome bao bọc ha. Rồi cái phần mâm thì nó được sơn đen. Như cái bản này là rất là quen thuộc với anh chị rồi. Sau những cái video mà Nhân giới thiệu cũng như là những cái video mà Nhân đã quay ở trên TikTok và những YouTube. Rồi ở phần phía trước cà vạt thì nó được điểm xuyến nổi bật một xíu bằng cái lỗ mũi màu đỏ, ba cái lỗ mũi màu đỏ. Rồi còn về cái con màn hình TFT, màn hình TFT có gì khác ạ? Hôm nay thì cái phiên bản mới này được sơn một cái màu viền rất là chấm phá, rất là mới lạ luôn. Bình thường á, anh chị mình hay mua xe đen về mình sẽ nghĩ đến một cái option, nghĩa là sơn full đen, giống như bản Note, sơn full đen hết. Nhưng mà hôm nay bộ viền nó được thay đổi bằng cái màu mới. Theo Nhân thấy, cái bộ này, cái màu này là cái màu nâu đồng, nhưng mà nâu đồng mờ nhạt thôi. Và cái bộ mâm của nó là cũng được là sơn luôn cái màu giống như bộ viền luôn. Rất đẹp. Rồi và cái chi tiết rất là đắt giá, chi tiết mà là điểm nhấn ở trên chiếc xe TFT luôn, đó chính là cái mặt đồng hồ anh chị ha. Rồi để Nhân quay cận cảnh cái mặt đồng hồ. Rồi đây là cái đồng hồ TFT và rất là nổi bật khi mà chúng ta mở cái chìa khóa lên, một cái logo Vespa kèm theo những cái thông tin ở trên đây rất là hiện đại. Chúng ta thấy có gì ạ? Chúng ta thấy có tốc độ. Chúng ta thấy có kết nối điện thoại. Đây là một tính năng rất là mới lạ của dòng xe Vespa phổ thông. Mà trước kia chỉ những khách nào đã sử dụng những cái bản đặc biệt, giống như là 75 năm của Primavera, bản Justin Bieber hoặc là GTS 300 Super ha, mình mới được sử dụng cái mặt đồng hồ này. Thì hôm nay chúng ta đã sử dụng ở trên cái con là TFT 125 phân khối này rồi. Rồi cũng những cái thông số hai bên cũng là những cái thông số như là dầu, như là thắng, ABS, đèn pha, xăng và xi nhan. Nhưng mà nó được thể hiện một cách
là hiện đại hơn rất là nhiều đó. Rồi, và một cái điểm chấm phá khi chúng ta nhìn ở trên cái phần lái này có cái gì nữa ạ? Một cái mà rất là nổi luôn, đó chính là cái nút này. Phải như Vespa đã lắng nghe cái nhu cầu của người dân Việt Nam, nên là người ta đã gắn thêm một cái nút dừng khẩn cấp trên đây, nghĩa là start stop ở trên đây. Thì bình thường chúng ta khi mà dừng đèn đỏ thì chúng ta sẽ bỏ tay xuống để mà ngắt chìa khóa xong rồi khởi động lại, để mà khi hết đèn đỏ thì chúng ta sẽ đi. Nhưng mà không cần, thì ở trên đây thì nó sẽ có cái nút start stop. Cái nút này giống như nút nguồn nha anh chị. Ví dụ như xe đang nổ mà mình bấm qua cái vòng có chữ gạch X nè thì nó sẽ tắt máy và trả về cái vòng tròn này trở lại, và chúng ta đề máy lên xe sẽ nổ máy như bình thường ha. Rồi, và một cái điểm nổi bật nữa ở cái chiếc xe Vespa 125TT này, đó chính là gì ạ? Cái yên hôm nay được thiết kế một kiểu dạng lưới, rất là đẹp luôn. Phần phía sau dạng lưới, nhưng em thấy nhân sờ lên cảm thấy cái chất liệu lưới ở đây ha, nó rất là xịn sò luôn, rất là xịn sò. Những cái đường chỉ may ha, rất là tỉ mỉ. Và cũng như là cái kết cấu lưới ở trên đây nữa, nó làm cho cái yên này nó trở nên là thể thao hơn rất là nhiều. Rồi, kèm theo đó là những cái sự khác biệt giữa hai cái chiếc xe, là chiếc xe 125 phiên bản đồng hồ kim và 125TT. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh chị cứ để lại dưới comment, hoặc là liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại ở nhân ở trên màn hình nha, 0915 682 241. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt.